Lê Minh mến chào các cô dì chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình lại tiếp tục mời cả nhà hãy cùng đồng hành với mình đi ngắm bãi biển buổi chiều trời mưa, xem cái khung cảnh trời mưa này có gì thay đổi không cả nhà nhé. Thì mời cả nhà hãy cùng đi với mình để trải nghiệm nhé. Let's go.
trời cũng hơi gió này. Cầu trời đằng lại biết ông cầu mới mưa xong, cho nên thử cái lượng khách tắm hôm nay rất là ít, không có đông như mọi khi. Ở nhà nhìn cái bãi cát mênh mông rất là đẹp. Mình cũng toàn là các công đoạn với cả nhà. Vẫn có người mang dù này, trời mưa. Biển hôm nay sóng biển bạc đầu. Sóng bạc đầu luôn. Một bãi cát dài tuyệt vẹn khá tài nhạc. Chính là một điểm đến du lịch thật là lý tưởng. Đấy cả nhà, những khu tòa nhà tập trời rất là đẹp. Đã lên thường hay chia sẻ cái bãi tắm của thành phố Vũng Tàu để mọi người biết được những lúc rảnh rỗi lên ngắm bãi biển của thành phố Vũng Tàu, cũng như chia sẻ về quê hương của mình cho mọi người biết. Thì mong rằng cả nhà xem thấy yêu mến thì hãy cho mình một like, nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ mình cho kênh một phát triển nha cả nhà. Cái lượng khách hôm nay trời là trời mưa nên là lượng khách rất là ít. Cả nhà mình sẽ đi dọc theo tuyến đường Thủy Vân này cho cả nhà xem cái khung cảnh. Để cả nhà nhìn thấy đã thành phố đã lên đèn đấy cả nhà. Các nhà cao tầng đã lên đèn hết rồi đấy, rất là đẹp. Vẫn còn những túi nước tắm quẩn trong khung cảnh. Đấy cả nhà nhìn thấy đã không? Chạy thể dục tung tăng này đấy. Đã không cả nhà? Đó, những hình ảnh rất là đẹp. Tuy trời mưa nhưng mà vẫn có người tắm biển rất là đẹp. Cả nhà nhìn thấy xa xa những cái ngọn núi bên kia là thuộc Long Hải cả nhà nhé. Đây, những ngọn núi này thuộc Long Hải. Đang mưa mù luôn cả nhà nhìn mưa rõ. Đấy, những ngọn núi đang mưa quá. Hôm nay là một cái chiều thứ bảy vắng khách, không có được xung vầy như mỗi khi. Tại vì trời mưa quá ở nhà, các bạn nên trên đường. Mời cả nhà tiếp tục đồng hành với mình đi dài theo cái bờ biển này để ngắm cảnh một cái buổi chiều vắng khách. Tiếc rằng không có được khách đông như mọi khi cho cả nhà ngắm những cái hình ảnh tắm biển.
tại vì trời mưa nên gió rất là mạnh ở ngoài. Thừa thớt có một số tấm biển cũng không gọi là không có nhiều, nhưng lượng khách về cũng thưa. Tri ân nhất thì nếu bạn nào chưa đăng ký hãy nhấn vào đăng ký, nhấn vào quả chuông sớm một video mới để xem nhé. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp nhé. Xin chào.